Điều 33 xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa. 1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi a. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp. Đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế, tiểu mục, quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp tiền và ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế. B Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này. 2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau. a. Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ và còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 29 thông tư này, trừ trường hợp nêu tại điểm B khoản 1 điều này. B. Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế tiểu mục, quy định của mục lục ngân sách nhà nước trừ trường hợp nêu tại điểm B khoản 1 điều này, trường hợp quá 6 tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm C khoản này. C. Người nộp thuế có số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm B khoản 1 điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm A khoản này. Sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại chương 7 thông tư này. Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì phải thực hiện bù trừ trước khi hoàn thuế. Thứ tự thanh toán bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại điều 29 thông tư này. Trường hợp kết quả thanh tra kiểm tra hoàn thuế xác định người nộp thuế vừa có số tiền thuế được hoàn, vừa có số tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp tiền phạt, thì cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, đồng thời bù trừ ngay số tiền thuế được hoàn với số tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế khi ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước. Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ của người nộp thuế vừa phải nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước, vừa phải nộp vào tài khoản tạm thu tạm giữ của ngân sách thì ưu tiên bù trừ cho số tiền phải nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước. Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuộc nhiều địa bàn thu ngân sách khác nhau thì được ưu tiên bù trừ đối với loại thuế có cùng địa bàn hạch toán thu ngân sách với loại thuế nộp thừa. Trường hợp người nộp thuế có số tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt của nhiều cơ quan quản lý thuế khác nhau thì được ưu tiên bù trừ đối với loại thuế có cùng cơ quan quản lý loại thuế nộp thừa. Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nhưng không đề nghị bù trừ khi đề nghị hoàn thuế, cơ quan thuế ra thông báo gửi người, người nộp thuế và phải thực hiện bù trừ số được hoàn với số thuế còn nợ ngân sách khi quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế. Trường hợp sau khi thực hiện bù trừ, người nộp thuế vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định. Trường hợp hoàn các khoản thuế nộp thừa trừ hoàn thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế nộp tiền thuế tại nhiều địa phương khác khi thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa với số tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt còn nợ nêu tại điểm c khoản này cơ quan thuế phải ghi rõ số tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước của từng địa phương theo tỷ lệ tương ứng với số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước tại từng địa phương đó d. Hồ sơ hoàn thuế, thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn trả tiền thuế bù trừ với khoản thu ngân sách nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại chương 7 thông tư này. 3. Việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện như sau. a. Đối với người nộp thuế được pháp luật coi là đã chết Trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn trả tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, tiền phạt của người chết được thực hiện cho những người hưởng thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của người chết được thực hiện cho người quản lý di sản. Trường hợp nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di trúc thì cũng được hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của người chết để lại như người thừa kế là cá nhân. Trong trường hợp không có người thừa kế theo di trúc, theo pháp luật hoặc có nhưng từ chối nhận di sản thì việc hoàn trả tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của người chết để lại được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự b đối với người nộp thuế bị tuyên bố mất tích người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự việc hoàn trả số tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt nộp thừa được thực hiện bởi người mà tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thực hiện trong phạm vi tài sản được giao quản lý c phương thức hoàn trả số thuế tiền chậm nộp tiền phạt nộp thừa cho người nộp thuế đã chết mất tích mất năng lực hành vi dân sự được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 điều này. 4. Tổ chức cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế. Tổ chức cá nhân chi trả thu nhập ứng trước tiền để trả cho cá nhân có số thuế nộp thừa và thực hiện quyết toán với cơ quan thuế như sau: A. À, trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05KK TNCN ban hành kèm theo thông tư này, nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện như sau. Trường hợp trên bảng kê 051 BKTNCN chỉ có cá nhân nộp thừa, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 điều này. Trường hợp trên bảng kê 051 BKTNCN có tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thiếu thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các cá nhân nộp thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 điều này b. Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế, nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế còn phải nộp ngân sách nhà nước thì tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các cá nhân nộp thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 điều này. 5. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân được bù trừ với nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức cá nhân chi trả thu nhập. Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ cũng có số thuế nộp thừa, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 DNHT ban hành tại thông tư này cho cả hai nghĩa vụ này gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế. Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế nộp thừa, số thuế bằng 0, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01DNHT ban hành tại thông tư này gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định. Trường hợp nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ quyết toán thay không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế nộp thừa, số thuế bằng 0, thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập, lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 DNHT ban hành tại thông tư này, gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế còn phải nộp hoặc nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế còn phải nộp đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp thừa thì tổ chức cá nhân chi trả thu nhập lập giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01 DNHT ban hành tại thông tư này để thực hiện bù trừ, trong đó ghi rõ nội dung phần đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.